Mới đây, một cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra một mẫu điện thoại iPhone 6S bị làm nhái rất tinh vi, từ mẫu máy tiền nhiệm là iPhone 5S. Màn hình của iPhone 6S thật hiển thị màu sắc đẹp và hình ảnh sắc nét hơn. Chế độ rung khi sử dụng 3D Touch trên phiên bản nhái rất nhẹ, còn camera của bản iPhone nhái dễ nhìn thấy hẳn phần thấu kính. Và ở phần giới thiệu trong cài đặt, người dùng sẽ phát hiện ra một dòng chữ Trung Quốc ở phía dưới. Đáng nói, khi kết nối điện thoại giả vào iTunes trên máy tính, thì iTunes sẽ nhận đây là iPhone 5S, chứ không phải bản 6S, trong khi check email hay Seria, trang web của Apple vẫn báo đây là iPhone 6S.